Chàng trai này tên là Lý Vũ Quả, anh ta không may về ăn dỗ sớm, nhưng lại có được cơ hội chuyển sinh, mà người đưa anh ta đến cái thế giới mới này lại là Diêm Vương. Ông ta làm vậy với cái lý do nghe muốn chửi thề luôn á, mà Lý Vũ Quả cũng phải cảm ơn ông ta khi cho mình sống một thế giới mới. Thế giới đó lại do chính tay mình viết ra, giờ thì đấng sáng thế sẽ lại một lần nữa thay đổi thế giới. Ở tập trước, Lý Vũ Quả đã giả dạng trong thân thể của một con yêu nguyên khôi lỗi nữ, gắn mác giả là Cơ Thái Mỹ, người của Cơ gia, một trong ngũ đại gia tộc. Với thân phận đó thì cậu đã lừa được đám người của Thanh Dương Môn và Âm Sát Môn để vào được Thủy Nguyệt Động Thiên. Mới đi được một đoạn mà không may đã đụng phải hai con bằng tình cấp võ hoàng, chúng nó đang liên tục khuấy đảo đội hình của hai bên. Lý Vũ Quả cũng gặp rất nhiều khó khăn, chiến đấu làm tốc độ tiêu hao nguyên khí tăng nhanh, yêu nguyên xích nhãn giao long cũng có hạn, mà con băng tinh bên Lý Vũ Quả còn chưa giải quyết được. Bên phía đại trưởng lão của Thanh Dương Môn và âm đại hợp của Âm Sát Môn vẫn đang trong tình thế trứng chọi kim cương. Nhưng bất ngờ trong một giây nhỏ, Lý Vũ Quả phát hiện có một cái độ hàn tinh ở trên đầu con băng xuyên cửu nhân. Thế là cậu suy đoán ra ngay đó là khôi lỗi dùng linh thạch khởi động chứ không phải yêu thú. Vậy thì chỉ cần lấy hàng tinh ra là có thể giải quyết vấn đề. Lý Vũ Quả chạy lên đầu con băng xuyên tự nhiên kia, chém ở giữa khối hành tinh. Mất đi năng lượng, con khôi lỗi tan thành từng mảnh vỡ, rồi Lý Vũ Quả tiếp tục xử lý con thứ hai một cách dễ dàng. Mà âm đại hợp và đại trưởng lão của Thanh Dương Môn đứng hình, không ngờ Lý Vũ Quả chỉ trong hai đường kiếm mà giải quyết đi con băng xuyên cử nhân cấp võ hoàng. Lúc này Lý Vũ Quả vẫn đang thu thập chiến lợi phẩm, hút được hai viên hàn tinh này về cho quân Tuyết thực sự rất là lợi. Sau một lúc thì Ma Âm và Thủy trưởng lão tới hỏi đường đi tiếp theo mà Lý Vũ Quả sẽ đi. Lý Vũ Quả quyết định ở cho đệ tử hai bên ở đây tiến hành tu luyện chỉnh đốn hàng ngũ. Chút nữa lại dẫn một bộ phận vẫn còn chiến đấu được tiếp tục tiến lên, cậu cũng phải đổi ý thức qua bản thể để tu luyện, không thể bỏ qua một nơi dồi dào như thế này được. Vừa mới đổi qua bản thể chính, Lý Vũ Quả cảm tưởng như mình sắp tắt thở trong hai quả bưởi siêu to khổng lồ rồi, may mà vẫn xử lý kịp. Tiếp tục vui đùa bên Thủy Tinh Nhi, ở chỗ đám người trưởng lão của Thanh Dương Môn, Thủy trưởng lão hỏi những người khác tiếp theo nên thế nào đây. Một vị trưởng lão khác lên lời, Cơ Thái Mỹ có nương tiến vào cốt chỉ vì đệ đệ ngốc của cô ta, chúng ta chẳng việc gì phải tiếp tục mạo hiểm. Nơi đây linh khí dồi dào đã đủ cho chúng ta tu luyện rồi, chuyện đi dò đường cứ để cho bọn Âm Sát Môn đi đi, bọn Âm Sát Môn chết thì có liên quan gì tới chúng ta chứ. Cùng lúc đó ở bên Âm Sát Môn, Ma Kha nhận thấy vừa nãy băng xuyên cự nhân làm tiêu hao không ít nguyên khí của Cơ Thái Mỹ, bọn chúng cũng bắt đầu lên kế hoạch để trả thù Thanh Dương Môn, trở lại với Lý Vũ Quả. Với lượng linh khí dồi dào thì cậu ta đã đột phá được võ linh cảnh, chỉ có điều đáng tiếc là cơ thể cậu tạm thời vẫn chưa hấp thụ được quá nhiều linh khí, nếu không là võ linh trung kỳ rồi. Lý Vũ Quả lại chuyển ý thức về cơ thể Cơ Thái Mỹ. Đúng lúc này thì Ma Âm đến để ngỏ ý nên xuất phát, vì trong Thủy Nguyệt Động Thiên nguy cơ tứ bề, thời gian là vàng nên tranh thủ. Hai phái các ngươi chọn ra mỗi bên 10 người thực lực mạnh nhất theo ta tiến vào, ngoài ra đệ tử ở lại đây tu luyện. Cô nương Lý Vũ Quả nói, lúc mà Lý Vũ Quả cùng với những người được chọn của Thanh Dương Môn và Âm Sát Môn tiếng vào sâu hơn thì Ma Kha đã ở đằng sau và cười thầm. Có lẽ chuẩn bị xảy ra một biến cố nào đó khi mà Lý Vũ Quả đi. Lý Vũ Quả cùng mấy tên kia đi vào trong thì thấy một cái lầu lớn ở bên kia vực, muốn đến cái lầu đó thì phải qua một cái bẫy cực kỳ lớn. Một đám băng giáp binh sĩ ở dưới xếp thành hàng và theo nhịp sẽ đâm mũi giáo lên chọc những tên gián đi qua thành tổ ong. Một tên trong đám Âm Sát Môn tên là Ma Trấn Toàn quyết định xung phong để phá giải trận mỹ kia. Dù Lý Vũ Quả chưa đồng ý nhưng Ma Trấn Toàn vẫn rất oai tơ, nhảy trực tiếp lên những tấm khiên của những võ sĩ kia, nhưng chân hắn vừa chạm được lên thì những tấm khiên lật lại đổi lên là vô ngàn cây giáo chuẩn bị chọc vào người hắn. Sau một giây thì Ma Trấn Toàn biến thành một cái tổ ong với vô số lỗ thủng. Mấy tên trưởng lão của Thanh Dương Môn cười lên sung sướng, còn Ma Âm thì tức thương cho người huynh đệ não bò của mình. Lý Vũ Quả đứng yên quan sát, cậu đã hiểu cách hoạt động của trận bẫy này, trực tiếp nhảy lên những tấm giáp của binh sĩ, nếu có hàn phong thổi qua thì binh sĩ sẽ cùng lúc đưa khiên lên. Lý Vũ Quả nhân lúc đưa khiên lên thì nhảy qua, còn lúc gió ngừng thổi thì những tấm khiên được đổi thành những cái giáo chọc lên đầy nguy hiểm. Đám Âm Sát Môn và Thanh Dương Môn cũng hiểu, cùng nhau vượt qua rồi vào trong cái lầu siêu to khổng lồ kia. Lý Vũ Quả bước vào cung điện tận cùng của Thủy Nguyệt Động Thiên, nhưng nhìn qua thì nơi đây quá trống trải, cậu chẳng biết âm dương hoa ở đâu. Đi một lúc thì thấy có một quyển bí pháp Thiên Nhãn Thông, cầm nó lên xem. Nó được quảng cáo là thông âm dương, xem quá khứ, nhìn tương lai, phá thiên cơ. Lý Vũ Quả mở quyển Thiên Nhãn Thông ra, bất ngờ những ký tự chữ kỳ lạ từ trong quyển sách chui vào đầu cậu. Sau pha này thì Lý Vũ Quả có thể thấy được những thượng phẩm linh thạch bị tàn hình ở trong cung điện. Bên cạnh những món đồ giá trị còn có tàn ảnh của Thủy Nguyệt Tiên Nhân, và thứ cậu đang rất cần đó là âm dương hoa. Lý Vũ Quả vội vàng lấy nhẫn chữ vật ra rồi húp hết tất cả về, đang vui vẻ lấy đồ thì bị tiên nhân kia bất ngờ chỉ tay vào đầu cậu. Trong người yêu nguyên khôi lỗi xảy ra xung động, Lý Vũ Quả cảm thấy cường độ khung cốt của khôi lỗi rõ ràng được nâng cấp lên một cấp mới, cả thực lực của yêu nguyên khôi lỗi cũng đã được tăng cường. Sau một lúc thì cậu mở mắt ra, tự hỏi tại sao mình lại quay trở lại rồi. Sau một lúc thì Lý Vũ Quả ra ngoài gặp những người khác, Ma Âm hỏi cậu có phát hiện gì không thì Lý Vũ Quả liền lấp liếm, nói dối là mình chả thấy cái bíp gì. Thủy trưởng lão vội khuyên đám người mau về nhưng Ma Âm lại ngăn lại, hắn bảo rằng Âm Sát Môn bọn chúng tổn thất mấy vị hộ pháp mới đến được đây, giờ cứ tay trắng mà về phần thiệt thòi lấy gì bù đây. Lý Vũ Quả nhìn tên này, hiểu ra ngay là hắn đang kéo dài thời gian.
cậu liền chuyển ý thức về với bản thể chính. Vừa mới về cơ thể chính thì đã cảm thấy lạ, đúng là có âm mưu. Ma Kha đang lệnh cho mấy tên đệ tử bố trí pháp khí, Lý Vũ Quả trốn đằng sau tảng đá, không may làm gì ra một tiếng động nhỏ. Ma Linh liền cầm cây kiếm lên xem là thằng cha nào. Lý Vũ Quả tùy cơ ứng biến, giả làm thằng ngốc đi ra chỗ hai anh em họ, rồi còn úp mặt vào hai cái bưởi của Ma Linh, nàng nặc đòi uống sữa. Ma Kha sợ tên công tử này sẽ làm lộ kế hoạch nhưng Ma Linh khẳng định là không sao. Thế là Ma Kha khởi động kế hoạch phục thù, chuẩn bị thi triển 36 tinh trận. Lý Vũ Quả hiểu ra bọn chúng đang muốn diệt Thanh Dương Môn. Giả Ngô đi đến chỗ Thủy Tinh Nhi, ở báo tin cho cô ấy. Thủy Tinh Nhi đi báo cho hai người anh của mình. Thanh Dương Môn biết mình đang bị phục kích, hô hoán đệ tử cầm kiếm lên để chiến, nhưng lúc này mới cầm kiếm thì đã muộn. 36 tinh trận khởi động lên, làm suy yếu sức mạnh của đám đệ tử Thanh Dương Môn. Lúc này Âm Sát Môn mới mặt dày ra đây, cầm đao kiếm lên tàn sát đồ đệ Thanh Dương Môn. Lý Vũ Quả trong vòng tay của Thủy Tinh Nhi, tuy nói là ép đến chăm sóc, nhưng Thủy Tinh Nhi cũng coi như thật có tâm. Nếu như có thể dừng được cuộc chiến này, nói không chừng hào quang nhân vật phản diện của Lý Vũ Quả lại tăng lên không ít. Lý Vũ Quả chuyển ý thức về với yêu nguyên khôi lỗi cơ thể Mỹ, dẫn Ma Âm ra một chỗ khác để nói chuyện. Lý Vũ Quả hỏi thẳng thắn tại sao lại đột kích Thanh Dương Môn. Ma Âm bất ngờ khi Lý Vũ Quả lại biết được kế hoạch của Âm Sát Môn, không muốn cô nương đi xám xíu vào chuyện này. Nhưng Lý Vũ Quả không quan tâm cái ân oán gì đó, trong này đã có trùng trùng bẫy giang rồi lại còn đâm chém nhau nữa thì chỉ có kéo tất cả xuống hố. Ma Âm vẫn không từ bỏ, kể ra lỗi ân oán gì đó của Âm Sát Môn và Thanh Dương Môn. Lý Vũ Quả không đồng ý với ý kiến của hắn, nói mồm không được. Ma Âm dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, hắn biến thành một con thú hoang, dùng móng vuốt của mình lao đến cắn xé Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả còn thừa thời gian, tính chơi mèo vờn chuột với tên này một tí. Hai người cứ thế liên tục đuổi nhau, Thủy trưởng lão cùng với một tên trưởng lão khác núp trong bóng tối không định cứu Lý Vũ Quả. Chúng muốn để Lý Vũ Quả gặp nguy hiểm mới cứu, để Lý Vũ Quả phải nợ bọn chúng một cái ân tình. Lý Vũ Quả và Ma Âm vẫn đang người đuổi người. Trong một khắc, Ma Âm dương đôi vuốt của mình về phía hai quả bưởi pha ke của Lý Vũ Quả. Để đáp trả sự tiện nhân này thì Lý Vũ Quả cho hắn một đá bay ra xa. Ma Âm gục xuống, nhưng lại bất ngờ chơi xỏ ném phi tiêu có độc về phía Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả gục xuống, Ma Âm cười trong vui sướng, rồi định chơi trò lên núi đao xuống biển lửa với Lý Vũ Quả. Đúng lúc này thì Thủy trưởng lão cùng một tên trưởng lão khác đến ngăn chặn. Nhưng chưa để bọn chúng nhúng tay vào thì Lý Vũ Quả bất ngờ bật dậy cầm thanh kiếm chọc xuyên qua người Ma Âm. Ma Âm chẳng hiểu cái khỉ gì đang xảy ra. Lý Vũ Quả nói nhỏ vào tai hắn là em non lắm, chưa ăn được anh đâu. Thực ra thì đây đâu phải là bản thể chính của Lý Vũ Quả, nó là khôi lỗi, mà khôi lỗi làm gì có máu có thịt, chúng độc kiểu gì. Lý Vũ Quả trực tiếp xé tan thân thể của Ma Âm, lấy được một cái nguyên đan của đại hộ pháp. Sau trận đấu vừa nãy, nguyên khí của yêu nguyên xích nhãn giao long chỉ còn lại 5 phần. Nguyên đan tu sĩ và yêu nguyên yêu thú cũng có chút tương đồng, cậu sẽ dùng nó để bổ sung nguyên khí cho yêu nguyên huyết nhãn giao long. Lý Vũ Quả vừa đứng lên để xả hơi thì một đệ tử khác của Âm Sát Môn chạy đến, thấy thi thể của Ma Âm ở bên thì đã hiểu chuyện, cúi đầu xin lỗi Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả bình thản, không trách tội bọn chúng, vì ân oán giữa Âm Sát Môn và Thanh Dương Môn đều là do Ma Âm làn ra. Bây giờ hắn gây chuyện cậu cũng không phải giận ca chém hết, chẳng qua là nếu có ai muốn đối địch với cậu, cậu sẽ bóp nát quả cam của tên đó. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!